Xin chào toàn thể các bác nha. Chào mừng các bác đã trở lại với kênh âm thanh của Hiếu Minh Audio bên em. Ngày hôm nay thì em xin được gửi đến toàn thể các bác một clip. Đó, một clip này thì em sẽ nói sau đây. Thì đây thì là toàn bộ hàng hóa và kho bên em. Đây. Đây clip này em này thì được giấu tít tận bên trong các bạn ạ. Đó, đây các bác có thể nhìn thấy. Rồi. Đây 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 đây, em nó lớp đó tít đằng kia. Đây, hiện tại thì bên em vừa về một mã loa. Nói chung là ngày trước em cũng đã từng làm từ năm 2019. Từ đợt đầu 2019, đó là loa Ericsson mã model là EK12 cho một em xuống em. Thì bên em về trên bên kho thì về rất nhiều. Đó, hiện tại kho đây là kho hàng hóa chỗ bên em. Thì bên em bên kho thì đang về rất chi là nhiều, nhưng mà về vì kho bãi chuyển ra ngoài này nên là cũng hơi chật chội. Vừa rồi lại chính thời tiết mưa miếc lát nước nữa các bạn. Đấy, bọn em là phải đứng trên cái này. Ok. Đây thì bọn em hôm nay sẽ review đôi loa này. Thì các bác chắc là cũng không lạ lẫm gì nó nữa, tại vì cũng có các đơn vị khác đã từng review em nó. Thì hôm nay thì em cũng muốn review lại cho các bác xem một model này là hàng mới về năm 2020. Đợt trước thì đấy, model thì model này khi về thì giá cũng vô cùng hợp lý các bác nhé. Vậy trong một phân khúc tầm trung đối với một bộ gia đình, cũng như nếu mà vào phòng hát thì là mức tầm trung rồi. Đó. Ok, mời các bác chiêm ngưỡng về đẹp nó nhé. Sẽ tháo ruột và đến review cho các bác xem model 2020 này nó có khác gì các model đời trước 2019 hay là như thế nào. Sau khi bóc được màng nghe căng của nó thì các bác có thể nhìn thấy đây. Đó. Hàng đúng là hàng chất hàng hãng luôn các bác. Bác có thể nhìn thấy các đường nét góc cạnh rất chi là sắc bén và khít ôm khít sát các bác nhá. Đấy, giống như các cái viền này. Đó. Đây là viền để đỡ e căng, có một lớp chống là êm, chống rung. Chống kích với vỏ thùng. Rồi, đây là bát của em nó. Ok, sau đây em sẽ tháo nó ra và mời các bác cùng đi vào xem ruột gan bên trong nó như thế nào nhé. Mẹ giúp con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc nó say. Vì đàn con thương ấy bao yêu dấu,
bác cùng xem rùa gan em nó bên trong đây. Rồi. Ai xa. Đây là củ bát. Ồ, củ bát này. Đây, rùa xem xuống phân tần này. Đây, phân tần của em nó đây bác. Các lớp bông. Rất dày dặn. Bông rất dày dặn. Lớp. Đây là củ tép, củ phi lách. Rồi ok, nhanh nhanh lên xem nào em. Rồi, củ tép này thì hàn liền rồi. Đây. Ericsson 60W 8 ohm. Ericsson. Đó, có mã model hết các bác nhá. Của củ tép là của Felix. Rồi ok. Củ bát xem nào. Đây, linh kiện đều của Felix hết các bác nhá. Đó, 350W 8 ohm. Đây, màng gân nhện đây các bác. Rất chắc chắn. Khung xương. Ồ, 10 khung xương cong, rất là đẹp. Rồi. Ok, bây giờ thì em sẽ gắn nó lại và vào cùng đánh thử, gửi đến các bác trải nghiệm chân đâm cùng bên em. Được ghép cùng với một bộ sản phẩm combo của DB Aquatic. Đầu tiên, như các bác nhìn thấy trên đầu tiên chính là em vang DB Aquatic S690. Em cũng đã có làm clip review đến các bác, cũng là test thử qua chất âm. Kế đến là bộ micro DB 550 Pro, một phiên bản phân khúc mic cao cấp nhất bên của hãng DB Aquatic, và một em đẩy 4 kênh Class TD, cũng là hàng new 2020 mới về. Em này có mã model là TA408 các bác nhé. Rồi, và tiếp tục là một em sub 40 cũng của DB Aquatic luôn. Ok, bây giờ em sẽ tiến hành bóc hộp nó ra và kết nối cũng như setup gửi đến các bác test thử chất âm, tiếng nhạc cũng như tiếng lời mic. Setup thì cũng đã xong. Ngày hôm nay thì cũng tiện em mang máy ở đây thì em cũng chỉ cho em làm thêm về phần smart. Thời gian tới em sẽ up lên gửi tặng các bác nhé. We'll be right back.
giờ thì em sẽ cùng thử tiếng mic cho các bác nghe thử nhé. Thì bộ dàn này ở đây em ghép với bộ mic thuộc dạng hàng cao cấp nhất của DB, dòng mic DB Acoustic 550 Pro các bác nhé. Đó, các bác có thể nhìn thấy tay mic rất chi là sang chảnh, tiếng mic rất chi là bắt. Linh 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 1 2 5 6 6 7 7 7 mình rất chi là bắt và rất chi là bắt và nhẹ nhàng các bác nhá. Đôi loa này thì em đã thực tế và đã làm ở phòng hát karaoke cũng chinh phục rất nhiều các bác khách hàng khó tính. Đó, thế là nếu mà nếu mà trong phân khúc của nó thì phân khúc và tầm giá của nó là hiện tại bên em đang bán với giá là 12 triệu thì các bác sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời cho các bác để các bác tham khảo các bác nhé. Thế mạnh của đôi loa này em muốn nhấn thêm nữa, thế mạnh của đôi loa này nó còn là mở về các cái khoản các ca khúc bolero cũng vừa hát và vừa nghe, phù hợp cho giải trí karaoke gia đình. Đó, tức là nhiều bác nhiều lúc là cũng muốn là tận dụng thêm đôi loa để nghe nữa. Thì đây cũng gửi đến các bác trước đây một bài hát bolero mà nói chung là em cũng rất yêu thích của ca sĩ gọi là Hải Yến nhá. Mời các bác cùng nghe một chút nhé. Các bác một ca khúc karaoke các bác nhé. Có sao đâu anh cũng thấy buồn nhưng trong lòng dẫu nơi đâu anh vẫn chạy đến để ôm chặt em. Hạnh phúc cho anh là do em chọn, còn niềm đau hay để em đỡ. Đừng buồn em ơi, vì đã có anh buồn thay rồi. Ở nơi đâu em cũng thấy buồn vì như anh. Có sao đâu em vẫn còn có anh để kề vai, hạnh phúc bên em khi chẳng lâu dài. Thôi thì xem như mình không bay, trên thế gian này nó chỉ có một người con trai. Nhiều lần ta nói vẫn sao nhưng đã biết bao lần nhìn em đó, lòng này đau lắm nhưng không thể nói hết nỗi lòng anh. Anh mặc dù không tốt
không đơn giản chỉ vì yêu anh. Mà có tiền ăn hết mất, mà nói dối anh chẳng sao đâu. Có sao đâu, anh không thấy buồn nhưng chẳng lâu. Giữa nơi đâu, anh vẫn tìm đến để yêu chân em. Cho anh là gió em trôi, còn niềm đau người để anh đứng. Đừng buồn em ơi, vì đã có em buồn thấy rồi. Ở đây đâu, em không thấy buồn vì những người. Có sao đâu, em vẫn còn có anh để kề vai. Hút cho ai khi chẳng lâu dài, vậy thì xem như mình không may. Trên thế gian này em chỉ có một người con trai. Nhiều lần đã nói không sao, nhưng đã biết bao lần nhìn đến đó. Lòng này đau lắm nhưng không thể nói nên gọi lòng anh. Anh mặc dù không tốt nhưng tốt hơn người mà em yêu. Điều gì nữa anh làm em không thể yêu. Nhiều lần cũng đã buông xuôi vì nhắm mắt xem điều gì sẽ đến. Giật mình người biết ngay tìm nhắn mà chính là anh. Cảm xúc quá, Lăng hát bài này nhớ lại người yêu cũ nên là tự dưng nó bị hụt hơi. Ok, thôi thì em sẽ hát tặng các bác một bài nhá. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tật gánh con. Cho con gánh mẹ đau đớn, cả lòng mẹ đã gánh con biết chừng. Ngày xưa mẹ gánh con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù vì con anh cũng chẳng từ gian nan. Để con gái mẹ đừng gánh, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ngay. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dần những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cỏ lặn lội sân bay bay đây. Mẹ già là sắp xa cây, lời đâu đã rồi tôi này gánh sao. Mẹ ơi sao tiếng sẵn sàng, con sao gánh em không đau một đời. Bông hồng giờ trời bao la, cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Thời gian vừa qua em vừa test và gửi đến các bác chất âm, cũng như là em ghép vào bộ dàn này, thực cũng phân khúc khá là cao cấp. Thì điểm nhấn cả bộ dàn này chính là em vang em loa Ericsson kia EK12. Chắc là em cũng không cần phải giới thiệu nhiều, các bác cũng xem và cũng đã nghe trải nghiệm chất âm của nó rồi. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo nhé.